chào ngày mới. Ngày hôm nay hầu khắp các tỉnh thành sẽ đều có mưa to và gió mạnh do ảnh hưởng của cơn bão số 7. Bởi vậy quý vị khán giả, khi chúng ta di chuyển ngoài trời, hãy chú ý quan sát vì tầm nhìn sẽ bị hạn chế nhé.